Phần to của quả táo sẽ nằm gần cuống, ở phần đuôi sẽ có 5 bướu u nhô ra. Ở thử thách này, người chơi sẽ phải xếp 5 quả táo chồng lên nhau để tạo thành một tòa tháp táo. Nếu tòa tháp ngã, người chơi sẽ xếp lại. Không hoàn thành trò chơi trong 60 giây, bạn sẽ thua cuộc.